về sự lựa chọn hệ thống tưới phun mưa hay là hệ thống tưới nhỏ giọt thì mỗi một hệ thống sẽ có ưu khuyết điểm khác nhau và sẽ ứng dụng cho từng điều kiện khí hậu, đất đai và cây trồng khác nhau. Thì với một số ít thông tin em biết em sẽ cung cấp cho anh để anh có thể xem xét và ra quyết định cho mình. Pino đổi mới nông nghiệp Việt. Thì đầu tiên là cái hệ thống tưới phun mưa thì mình quan tâm đầu tiên đó là nó chi phí rẻ dễ lắp đặt đối với hệ thống tưới phun mưa mà mình chỉ lắp máy bơm và ống pvc bát tự chế hoặc là mình có thể mua cái bát phun ở ngoài thị trường còn đối với một số đơn vị mà họ bán hệ thống tưới thì họ làm nhiều cái cầu kỳ hơn ví dụ như chất lượng ống hdpe rồi khởi thủy rồi họ lắp tùm lum ống nhỏ rồi bét này bét kia vân vân thì cái đó là chi phí nó sẽ cao lên dần thì tùy theo anh có thể lựa chọn nhưng ở đây mình lưu ý một số cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất khi mà mình tưới phun mưa thì mình nên tưới buổi sáng sớm trước 9 giờ và tùy theo vùng có những vùng nắng nóng sớm thì mình tưới sớm hơn tại vì mình rất khó tưới buổi trưa khi mà nước nó dính trên lá vào buổi trưa mà mình chỉ tưới lướt qua thì nó dễ bị phỏng đọt phỏng đọt giống như kiểu là cái đọt nó bị luộc vậy đó thì nó chín cái đọt nó sẽ gây vàng nó sẽ gây chậm phát triển cái đọt đó là vấn đề còn nếu như mà mình muốn tưới buổi trưa thì mình phải quay bét tại một chỗ lâu hơn bình thường để tạo cho cái không khí xung quanh á cái nhiệt độ nó lên xuống không có bị thất thường thì uh, mình hạn chế tưới buổi chiều tối tại vì khi mà chiều tối ví dụ như mình tưới sớm mà còn nắng thì nó sẽ ráo nước trên bề mặt lá còn nếu như mà mình tưới uh, cận tối quá thì ban đêm là khí khổng đóng nước không hút lên trên tức là nước á là nó phải tạo ra từ cái lực hút của rễ và lực liên kết nước trên lá nó bốc hơi nước thì nó mới kéo cái nước từ bên dưới lên thì nó có hai cái lực tác động là như vậy vậy thì buổi tối là khí khổng nó đóng nó không có uh, có bốc hơi nước cho nên mình tưới buổi tối thì đợi tới sáng là cái cây nó mới hút nước lên nhiều được còn khi mà buổi tối thì nhiệt độ xuống thấp không có ánh sáng và có độ ẩm dính trên bề mặt lá tức là có nước dính trên lá mà nếu như cộng thêm uh, dinh dưỡng nữa dinh dưỡng đặc biệt là nbk phân chứa đạm hoặc là những cái mà đạm cá đồ hữu cơ mà nó chưa phân hủy hoàn toàn á thì nó dính danh lá thì uh, nấm khuẩn gây hại nó sẽ phát triển mạnh vào uh, buổi đêm và sáng ra thì uh, nó đã sinh sôi nảy nở rất nhiều cho nên việc tưới buổi tối buổi chiều là nó tăng cái tỷ lệ nắm bệnh hơn so với bình thường cái việc kế tiếp đó là đối với những khu vực mà nắng nóng mà đất pha cát đất pha cát thì mình tưới buổi sáng là tới trưa 12 giờ là nó khô gan rồi thành ra là mình rất khó giữ được ẩm và mình không thể tưới buổi trưa được nếu như mà à, diện tích lớn hoặc là nắng nóng nắng gắt quá đó là cái vấn đề của hệ thống tưới phun mưa và đặc biệt đối với những đất như là đất dốc nè à, mình khó lắp đặt mình khó cân bằng cái lượng nước ở đầu trên mà đầu dưới rồi những khu vực mà nó ít nước tức là mình đào giếng và lượng nước cung cấp không có đủ nhiều thì mình tưới khung mưa nó sẽ hao phí nước khá là nhiều còn đối với hệ thống tưới nhỏ giọt thì thứ nhất là chi phí nó lớn hơn nhưng nó sẽ tưới được buổi trưa và cái lượng nước nó tiêu hao không quá nhiều à, những cái yếu điểm của tưới nhỏ giọt mà khi mà mình pha cái phân bón chung với lại hệ thống tưới là mỗi cây trong vườn là một cái cá thể riêng biệt, có cây tốt, có cây xấu nhưng mà mình cho một chế độ ăn như nhau thì nó sẽ phát triển không đồng đều. Cây tốt thì nó quá tốt, cây kém thì nó lại không đủ dưỡng. Đó là những cái cơ bản nhất mà anh cần phải chú ý khi mà mình lắp cái hệ thống tưới và lựa chọn hệ thống tưới cho phù hợp với lại khu vực của mình. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi